Thưa bác sĩ Vũ Minh Đức, từ trước đến nay thì chúng ta đều được biết rằng phổi được xem là một cái trận địa rất là quan trọng trong COVID-19. Nhưng mà rất là nhiều người bệnh gặp phải những cái triệu chứng và biến chứng nặng trên tim và mạch máu. Xin được nhờ bác sĩ có thể giải thích lý do vì sao không ạ? Bạn biết đó, tất cả chúng ta khi mà làm quen với COVID, với những ngày tháng đầu rất là lúng túng, thì chúng ta thấy rằng cái đường vào của SARS-CoV-2 khi tấn công vào cơ thể chúng ta chính là đường hô hấp và phổi. Mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao mà nó xâm nhập vào đường phổi chúng ta? Thì SARS-CoV-2 sẽ bám vào thụ thể có tên là men chuyển 2, ACE2. Và khi mà bám vào cái thụ thể ACE2 này, thì con SARS-CoV-2 sẽ đột nhập vào trong tế bào của vật chủ và có thể gây ra hàng loạt những cái sự cố. Và chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ACE2 thụ thể đó có ở đâu trong cơ thể chúng ta? Thì có 3 nơi nhiều thụ thể này nhất, đó là đường hô hấp, tim và mạch máu. Chính vì vậy nên SARS-CoV-2, những người bị nhiễm COVID sẽ bị tấn công vào không những đường hô hấp mà còn cả tim và mạch máu. Ban đầu tiên thì chúng ta nghĩ rằng cái đường tấn công nó chỉ là phổi thôi, và mọi người vẫn rất ngây thơ xem phổi chụp phim có bị trắng xóa hay là không. Nhưng mà khi điểm danh lại cái thụ thể ACE2 thì chúng ta biết là cả tim và mạch máu cũng bị tấn công. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.